Phúc lắng động lời Chúa. Thứ ba tuần 19 thường niên, Matthew chương 18 câu 1 tới câu 5, chương 10 câu 12 tới câu 14. Lời Chúa: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Matthew chương 18 câu 3. Câu chuyện minh họa Petco, một em bé mới lên 8 tuổi trong một gia đình nghèo. Vào một ngày nọ khi các bạn đến trường thì Petco lại trốn học. Petco chạy lên một ngọn đồi với chiếc bông bóng màu hồng trong tay. Tới đỉnh đồi, Petco cẩn thận cột vào chiếc bông bóng một bức thư mà tối hôm trước em đã ngồi viết thật nắng nót. Em xin Chúa cho đứa em sắp được sinh ra có một ít tả lót. Em ghi rõ địa chỉ: nhà con ở làng Arconi, miền Nam Italia. Tên con là Petco, cha con là Pedro Petco. Cột bức thư vào chiếc bong bóng xong, Petco thả tay ra cho chiếc bong bóng bay lên trời. Petco đứng đó, mắt đăm đăm dõi theo chiếc bong bóng, mỗi lúc một cao hơn và xa hơn. Rồi cuối cùng nó đã lẩn khuất vào trong mây. Mãi đến lúc đó, Petco mới chịu quay trở về nhà. Sau ngày ấy, Petco vô cùng hồi hộp và chờ đợi sự trả lời của Chúa. Một hôm, có người giao bưu phẩm vác một thùng đồ vào nhà em. Em vội vã chạy về, khi thấy ba đang lúng túng vì thùng đồ mà nhân viên bưu điện giao. Petco nói chen vào: thì ba cứ mở ra xem thử, nếu không phải của mình thì gói trả lại. Thế là thùng đồ được mở ra, trong thùng toàn là những đồ cho trẻ con sơ sinh. Nào là tả lót, nào là những chiếc áo nhỏ xíu, những cuốn băng rốn. Người gửi cũng không quên gửi thêm hai hộp phấn cho em bé. Nhìn thấy những món đồ trên, mắt Petco sáng rực lên. Em nói với ba em: thùng đồ này là của nhà mình đó ba. Nói xong em bỏ nhà, chạy ngay lên ngọn đồi mà mấy hôm trước em đã lên để thả chiếc bông bóng bay màu hồng. Tới nơi em ngước mắt lên trời, miệng thì thầm trong hơi thở hổn hển rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa lắm, con đã nhận được thùng đồ Chúa gửi rồi. Suy niệm: đức tính đơn sơ, thành thật, khiêm tốn, trong sạch là những đức tính nổi bật nơi các trẻ thơ, và đó cũng chính là đức tính của công dân nước trời. Trở lại mà nên như trẻ em, không phải vì chúng ngây thơ vô tội, nhưng ở chỗ chúng sống lệ thuộc vào người lớn. Trong nước trời, chính lòng tin làm cho môn đệ gắn bó, lệ thuộc vào Chúa Giêsu. Để được như vậy, cần phải hoán cải, tức là từ bỏ bản thân để đi theo Chúa Giêsu. Đó là giá trị đích thực của người môn đệ. Lý tưởng, luật sống căn bản trong cộng đoàn là nên nhỏ bé như vậy. Càng lệ thuộc để nên giống Chúa Kitô, càng đảm bảo được vào nước trời, và như vậy càng làm lớn. Các thánh là những người nỗ lực nên giống Chúa Giêsu ở trần gian, nên các ngài là những người làm lớn trong nước trời, khiến cho chúng ta khâm phục, cảm mến và ngưỡng mộ.